Hello, hello. Xin chào các bạn đến với kênh Chắc Chít. Mình tên là Kim Billy. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm một chút gọi là review về cái sản phẩm Henna Brow. Henna Brow tức là các bạn những cái bạn nào mà thích giống như là có cái màu trên chân mày đó, đa phần là các bạn sẽ sử dụng chì kẽ trên mày. Thì cái Henna Brow này nó sẽ cho cái hiệu ứng cũng giống như là chì kẽ trên mày hoặc là giống như là các bạn phun xăm vậy đó. Nhưng nó chỉ là tạm thời mà thôi, là được khoảng 2 tuần nếu như mà các bạn da dầu, và có thể đến 8 tuần nếu như các bạn da khô hoặc là các bạn giữ gìn nó kỹ lưỡng. Ok, let's go. Trước hết thì mình xin giới thiệu sơ qua về cái bộ Henna Brow của mình nha. Cái bộ Henna Brow này thì cũng không có đơn, không có phức tạp gì đó các bạn. Đầu tiên là các bạn sẽ phải có một cái chai, gọi là cái chai xà bông, xà phòng cho cái rau của bạn cho nó sạch. Kế tiếp đó là các bạn có một cái chai này giống như là Aqua for Henna Brow, giống như là cái chai nước để pha với lại cái bột henna đó các bạn. Và đây là cái nước henna lotion. Sau khi mà mình bỏ cái henna lên chân mày của mình đó, mình sẽ lau cái chân mày của mình bằng cái nước này. Đây, còn đây là cái Eyebrow Henna Brow Scrub để tẩy tế bào chết, cho cái bột henna nó last long hơn trên cái chân mày của mình hen. Các bạn cần có một cái cúp nhỏ. Và đây mình có một số cái màu henna như thế này. Ví dụ như cái chai này là màu dark brown. Chai số 1 là màu dark brown, chai số 2 là medium brown. Chai số 3 là light brown. Và cái chai cuối cùng đó là cái chai black. Rồi, kế tiếp nữa là các bạn sẽ có cái chải chân mày. Đây, mình có cái cây riêng ở đây, cây chải chân mày. Và khi mà các bạn kẻ cái henna brow lên trên cái chân mày mà các bạn không có ưng ý, thì các bạn sẽ sử dụng cái remover henna brow để mà chùi đi mấy cái lem lem đi. Và các bạn sẽ có thêm cái Q-tip. Cái quan trọng nhất mình nghĩ trong cái việc mà làm henna brow đó chính là bạn phải có được một cái cây cọ vẽ một cái cây cọ vẽ chân mày đẹp, kèm với lại đây là cây cọ xéo nha các bạn. Cây cọ này sẽ là cây cọ xéo, cọ xéo rồi các bạn thấy không. Và đây là cây cọ tròn để các bạn tô ở trong. Ok, đầu tiên là mình sẽ cài lên ha, cài tóc lên. Rồi tóc lên sáng sủa cuộc đời. Kế tiếp là mình sẽ pha trong cái chung này. Cái mình tóc của mình là màu đen, nhưng mà thường á là chân mày với màu tóc á nó sẽ similar với nhau. Nhưng mà quả thật mình không thích màu đen. Màu đen thì nó già lắm, thành ra mình sẽ sử dụng cái màu gọi là dark brown. Cái màu dark brown nha các bạn, medium brown. Cái màu dark brown. Ok, nó ra đây. Cái bột henna brow này các bạn bỏ ít ít thôi, đừng có bỏ nhiều. Mình sẽ show cho các bạn thấy nha, không cần bỏ nhiều đâu nha. Rồi, đây mình chỉ bỏ một chút này thôi nè các bạn, một chút xíu như vậy thôi. Ok, kế tiếp là mình sẽ bỏ cái aqua vào, lắc lên nhá. 1 2 3 4 5. Rồi trộn lên. Trộn lên. Khi mình trộn lên thì mình thấy nó hơi đặc đó. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, mình sẽ thêm nước vào để đảm bảo là nó có không đặc, cũng không quá lỏng nha các bạn. Nếu như mà đặc quá thì nó sẽ bị vón cục trên cái chân mày của mình. Thì khi mà mình chùi ra đó, nó sẽ bị lõm chõm, lấm đớm.
nếu mà quá lỏng đó thì nó cũng rất là nhạt, nhạt nhẽo. Ok, sau đó là mình sẽ để cái này qua một bên để nó có cái thời gian nó hòa quyện với nhau. Và mình sẽ đi đến một cái bước kế tiếp, đó là mình tẩy tế bào chết cho cái chân mày của mình. Trước khi mà các bạn làm henna round này, mình khuyên các bạn là một là cạo, hai là wax, tạo dáng cái chân mày mình trước cho nó sạch sẽ. Thì khi mình làm cái henna round này xong rồi thì nó sẽ rất là đẹp hen. Rồi, mình sẽ lấy một chút cái syrup này, tẩy tế bào chết, bỏ lên trên cái chân mày của mình nha. Bỏ lên trên cái chân mày của mình. Rồi, mình có một cái cọ đó các bạn. Cái cọ như thế này, có một cái cọ là các bạn tán nó ra. Các bạn nào mà vệ sinh đó, thích làm sạch sẽ đó thì dùng cọ. Còn các bạn nào mà giống như là muốn nhanh gọn lẹ thì cứ dùng tay thôi. Mình làm cho mình mà. Còn nếu như mà các bạn nào mà làm cho khách đó thì buộc lòng là phải dùng cọ rồi. Hoặc là dùng cái đầu mút đó, cái nào đó mà mạnh mạnh để cho cái này nó có thể đẩy được cái tế bào chết được ra ngoài. Ví dụ như mà ai mà da khô đó thì mấy cái lớp mà vẩy đó thì nó sẽ bong ra. Còn nếu như mà ai mà da dầu á thì sẽ loại bỏ được bớt cái lớp dầu. Thật sự mà nói là cái henna round này mà trên cái da dầu thì nó không có last long bằng cái da khô đâu. Cái da khô thì mình thấy là nó lâu hơn. Nhưng mà với điều kiện là mình phải làm cho nó sạch nha các bạn. Lúc nãy thì mình quên giới thiệu với các bạn là mình còn phải có thêm cái miếng này nữa nha các bạn. Miếng tẩy trang á, để mà mình lau, mình chùi. Xong rồi thì mình sẽ sử dụng nước ha. Nước mình thấm vào cái miếng bông tẩy trang để mà mình chùi nó đi. Kế tiếp là mình sẽ sử dụng cái loại linser này cho cái rounds của mình. Mình chùi một lần nữa cho nó sạch. Ok, tạo bọt ra. Rất là nhiều công đoạn ha. Mình phải làm kỹ như vậy để nó sạch. Sạch cái chân mày. Nhắc mới nhớ là mình cảm thấy là cái hiệu mà bông tẩy trang này rất là tốt các bạn. Nếu như các bạn nào mà có cơ hội đó, các bạn nên mua cái bông tẩy trang hiệu này, rất là tốt. Hút nước rất là nhiều các bạn, hút thấm nước rất là nhiều mà bề mặt cái bông nó rất là mịn nữa. Rất là thích. Rồi, bước kế tiếp, bước này là quan trọng nhất đây. Dùng cọ và hen để mà apply cái henna round lên trên cái chân mặt nha. Ok, hiện tại thì mình đã làm xong lớp thứ nhất rồi các bạn. Đây là lớp thứ nhất nha. Các bạn nhìn nó đậm như vậy thôi, nhưng mà khi mà mình chùi bằng cái nước lotion này đó các bạn, chùi bằng cái này đó thì nó sẽ nhạt lại, nhìn rất là tự nhiên. Các bạn thấy không? Rất là dễ thương ha. Đây là lớp thứ nhất. Thông thường là mình sẽ bỏ 2 lớp hoặc là 3 lớp. Nếu như các bạn nào muốn tự nhiên thôi thì 2 lớp, còn không thì mình sẽ bỏ 3 lớp nha. Và mình phải đợi cái lớp thứ nhất nó khô cái đã, rồi hãy bỏ lớp thứ hai. Hiện tại thì mình đã bỏ xong cái lớp thứ hai rồi các bạn. Mình sẽ đợi khoảng 20 phút. Sau 20 phút mình sẽ lau nó và các bạn sẽ thấy được cái sự khác biệt nha. Hello. Thế là 20 phút đã trôi qua rồi. Bây giờ thì mình sẽ chùi ra nha để xem sẽ như thế nào đây. Nếu như mà các bạn nào á muốn cho cái henna round này last long lên trên cái chân mày của mình á thì các bạn cứ giữ như vậy. Xong trong vòng 24 tiếng hoặc là có thể các bạn làm buổi tối, đến tối ngày hôm bạn ngủ một giấc đến sáng ngày hôm sau bạn chùi thì nó sẽ last long hơn. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình về làm video cho các bạn xem, thành ra mình sẽ chùi bây giờ hết.
Và đây là kết quả của mình các bạn. Nhìn rất là tự nhiên các bạn ơi. Rất là tự nhiên, cực kỳ tự nhiên luôn nè. Đó, cực tự nhiên lắm. Không hề quá đậm nha. Đây á, kết quả này á là mình chỉ mới làm chỉ có 20 phút thôi. Nếu như các bạn để lâu hơn nữa, hoặc thậm chí các bạn để qua đêm, hoặc là các bạn có thể để nguyên một ngày rồi các bạn chùi sao, thì cái độ đậm của nó và cái độ mà last long của nó sẽ còn kéo dài thêm nữa. Tại vì mình không có hai make up, mình chỉ tô có một chút son môi thôi, thành ra là mình không có làm đậm. Mình khuyến cáo là những cái bạn nào mà hai make up á thì còn phải làm đậm hơn mình nữa để cái chân mày có thể nổi bật lên trên cái nền make up. Ok, chào tạm biệt các bạn, hy vọng gặp lại các bạn trong những video sau nha. Bye bye.